thì em rút tiền ở đây cũng không được nên em xài tiền phóng sanh bằng cách là em chuyển tiền dư cho ngư dân xong rồi em đổi lại cái tiền của em. Bà cô này bà rút được hay không mình cũng không biết, rồi bà đi luôn. Dạ. Hình như là không được luôn, tại không có thấy củ mồi tiền ra, giờ lo quay máy đi chỗ khác rồi xong nha quý vị ơi. Thua rồi. Ngân hàng thời nay kỳ quá. Là có người rút được, có người không, có hai người rút được đúng ngân hàng Agribank á, thì có người rút được, có hai người có tiền trong tài khoản mà nó nói là số dư không đủ. Nó nói gọi lên đó thì nó nói là ngân hàng đang tổng kết cuối năm nên mấy cái máy nó hay bị treo, bị đứng gì đó. Vậy là mất luôn 2 triệu thẳng luôn vậy đó. Không có 2 triệu đâu, mất qua đợi nó mở cửa vô xử lý nữa. Tại vì sau đó em rút thêm 2 triệu nữa thì được. Vậy hả? Còn 2 triệu trước đó thì nó không ra tiền. Mọi thứ nó có camera mà, mình qua mình khiếu nại nó thôi. Ok.